Xin chào các bạn. Với chủ đề tiết kiệm năng lượng, chúng tôi đã đưa ra những thí nghiệm tương tự nhau, trong đó sử dụng năng lượng xanh để tạo ra nguồn điện. Đây là thí nghiệm bạn có thể làm với bạn bè của mình. Danh sách sau đây là tất cả những gì mà bạn cần. Một chai nhựa rỗng, một chiếc kéo, ống hút, tuốc nơ vít, súng bắn keo, một cuộn dây đồng, một chiếc nan xe đạp, 8 cục nam châm, một chiếc lon rỗng, băng dính hai mặt và một chiếc đèn LED. Đây là tất cả những thứ bạn cần để làm ra máy phát điện của chính bạn. Cần khá là nhiều thứ, nhưng khi hoàn thành thì trông sẽ rất tuyệt đấy. Chúng ta hãy bắt đầu nhé. Đầu tiên, ta cắt bỏ hai đầu của chai nhựa để cho chai ngắn như thế này. Tiếp theo, đục hai lỗ ở hai mặt của chai. Thứ ba, cắt hai đoạn ống mút dài khoảng 1,5cm và xuyên chúng vào hai lỗ trên chai. Thứ tư, dùng súng bắn keo phết cố định ống hút. Nhớ là phải phết ở cả hai phía. Thứ năm, cuốn dây đồng xung quanh chai nhựa khoảng 100 vòng. Tôi đã cuốn nhiều hơn 100 vòng. Thực tế là khoảng 400 vòng. Chúng ta cuốn càng nhiều xung quanh cái lõi thì đèn sẽ càng sáng. Chiếc đèn này chúng ta sẽ nối với dây. Bước thứ 6, nối đèn LED, cuốn dây vài vòng quanh nó. Bước thứ 7, dùng đất sét để cố định kết nối giữa đèn và dây điện. Bước thứ 8, dính băng dính sao cho đèn được cố định lên chai. Bước 9, bỏ phần chóp đầu của nan xe đạp. Sau đó, ta xuyên nan xe đạp qua ống hút như thế này. Bước 10, đặt 4 miếng nam châm ở trên và 4 miếng nam châm ở dưới của nan xe đạp. Bước 11, dùng đất sét để cố định những cục nam châm. Bước 12, ta làm một cái cánh quạt với cái lon rỗng này. Cắt bỏ phần đầu và phần thân, ta cắt sao cho để tạo thành 6 nan. Gập các cánh nan lại. Bước 13, cắt một miếng băng dính hai mặt, dính phần chóp đầu đã rời ra của nan xe đạp vào chính giữa của miếng băng dính. Bước 14, nối cánh quạt vào với nan xe đạp. Và nó đã hoạt động rồi. Bạn có thể nói rằng nó đã tạo ra điện. Vì đèn đang sáng, các bạn có thể thấy. Tôi hy vọng các bạn thích thú với thí nghiệm nhỏ này, cũng như Liên hoan phim khoa học 2014. Chào tạm biệt.